Hôm nay mình sẽ có một cái video mở hộp một cái chiếc điện thoại hàng chính hãng, đó là Oppo Reno 11F. Bình thường ấy, nếu mà nghĩ đến những chiếc điện thoại Oppo ấy, thì chúng ta sẽ nghĩ là cái cấu hình của nó sẽ không quá cao, đúng nào? Thế tuy nhiên là đối với cả cái chiếc điện thoại Oppo Reno 11F này ấy, thì hiện tại nó đang chạy con chip Dimensity 7050. Con chip này thì thực ra là nó cũng không phải là con chip quá mạnh mẽ đâu, nhưng mà đây là một con chip mình nghĩ là cũng đủ tốt để chúng ta có thể trải nghiệm và sử dụng đấy. Hiện tại cái con chip này đang cho một cái điểm số AnTuTu rơi vào tầm khoảng 615.000 điểm, cũng ở mức độ khá chứ, đúng nào? CPU với cả GPU các bạn cũng có thể nhìn thấy ở trên hình luôn. Cái chiếc điện thoại Oppo Reno 11F này nó còn có một số các ưu điểm nữa. Đấy là về phần thiết kế này, về phần hộp phụ kiện thì vô cùng đầy đủ này, và về cả cái việc nó có kháng nước kháng bụi theo tiêu chuẩn là IP65 nữa. Đó, ok không ạ? Thì không biết các bạn cảm thấy sao về cái sản phẩm này. Bây giờ thì chúng ta cứ mở hộp và đánh giá nhanh xem là Oppo Reno 11F năm nay nó sẽ có những gì nhá. Để các bạn dễ dàng hình dung về con chip Dimensity 7050 đã, thì ở trên bảng xếp hạng chip thì nó sẽ xấp xỉ hiệu năng gần bằng con chip Snapdragon 855, để cho các bạn dễ dàng hình dung. Đấy, tuy nhiên là Snapdragon 855 ấy thì nó sẽ không có 5G nhá. Còn sau này thì mặc định là sẽ có 5G rồi. Đấy, rồi. Đây, ở bên trong hộp này chúng ta sẽ có những gì nào? Chúng ta sẽ có ốp lưng. Đấy, ốp lưng thực ra là mình đã tháo ra trước ở đây rồi. Đấy, đây, ốp lại để cho các bạn xem. Với cái ốp lưng này thì chúng ta có thể đấy giúp cho máy chống va đập, chống xước các thứ được tốt hơn, đúng nào? Thả như vậy thôi chứ còn thực ra là cũng không khuyến cáo anh em làm ở nhà. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có một cái seal nữa đây. Đấy, ở cái seal này thì mình xem có một số những thông tin, ví dụ như là camera 64 chấm này, có cả camera góc rộng này, rồi là sạc nhanh 67W. Ô là ok chứ. Màn hình 120Hz, kháng nước IP65. Rồi, kháng nước kháng bụi đấy. Tiếp tục nữa nào, bên trong này chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C, và chúng ta sẽ có một cái củ sạc nhanh SuperVox như thế này. Đấy, củ sạc nhanh này thì sẽ có dòng ra tối đa là 11V 6,1A. Đấy, nghĩa là tầm khoảng 67W. Như thế là ổn rồi, quá ok luôn, đúng nào? Rồi, bây giờ thì mình sẽ bỏ phụ kiện qua một bên để nói chi tiết hơn về Oppo Reno 11F nhé. Quay trở lại với Oppo Reno 11F thì hiện tại mình đang mượn được hai cái màu sắc để trên tay cho các bạn xem luôn. Đấy, và các bạn cũng có thể nhìn thấy là những cái họa tiết ở mặt lưng của hai cái phiên bản màu sắc này thì nó cũng hoàn toàn khác nhau, đúng nào? Đối với cả cái phiên bản sáng màu hơn ấy thì mình thấy là cái họa tiết này nó giống nhiều là họa tiết sóng biển hay là những họa tiết ở bể bơi ấy, trông nó cũng rất là bắt mắt, đúng nào? Đấy, còn một cái chiếc điện thoại khác nữa thì đây, cái họa tiết mặt lưng nó sẽ như thế này. Đấy, cái như thế này thì mình thấy là nhìn trông nó sẽ trung tính hơn. Đó, kiểu như vậy. Thực ra là anh em thích màu nào thì anh em lựa chọn cái màu đó thôi. Ok, mình sẽ chỉ cầm một cái thôi nhá, để mà nói chi tiết hơn cho các bạn nhá. Đấy, mình sẽ chọn cái phiên bản màu sáng màu để cho nó nổi bật hơn. Đối với cả cái Oppo Reno 11F thì cái điều đầu tiên khi mình cầm cái sản này ở trên tay ấy, đấy là nó rất là nhẹ luôn. Cái khối lượng của nó chỉ rơi vào tầm khoảng 177g. Các bạn biết được là ở cái thời điểm hiện tại ấy, khi mà rất nhiều những cái chiếc điện thoại nó đã có cái khối lượng nó khá là nặng, rơi vào tầm khoảng 2 lạng 3, 2 lạng 4, thì khi các bạn cầm những chiếc điện thoại mà nó có khối lượng chỉ tầm khoảng 170 mấy gram như này, các bạn sẽ cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng luôn. Và có một cái điểm nữa mà mình cảm thấy ấn tượng, đấy là ngoài cái việc cái khối lượng của nó nhẹ ra thì cái độ mỏng của nó chỉ rơi vào tầm khoảng 7,5mm. 7,5mm là tương đối tốt đối với cả một chiếc điện thoại có viên pin lên tới là 5000mAh. Bởi vì bình thường với cái độ mỏng như thế này thì có một số những chiếc điện thoại pin nó chỉ cỡ tầm khoảng 4500 thôi, hoặc là nếu mà pin 5000 thì ít ra nó cũng phải tầm khoảng trên 8mm. Con này chỉ có 7,5mm thôi, khá là mỏng. Và cái cảm giác cầm nắm ở trên tay thì thực sự là rất là tốt nhé các bạn nhé. Mặc dù cái phần viền này nó vát phẳng này, nhưng mà cái chất liệu của nó thì cái phần viền này nó chỉ là viền nhựa thôi. Đấy là khi mà chúng ta cầm vào chúng ta cũng không cảm thấy là nó quá bị sắc tay đâu. Và các cái góc này thì Oppo họ cũng bo tròn vào rồi, nên là khi mà chúng ta cầm vào chúng ta sẽ có một cái cảm giác cầm nắm nó rất là thoải mái. Tuy nhiên cái gì thì nó cũng sẽ phải đánh đổi thôi. Đấy là đánh đổi bởi cái chất liệu nó chỉ là chất liệu nhựa thôi nhé các bạn nhé. Khung viền nhựa, mặt lưng thì cũng chỉ bằng nhựa mà thôi. Tiện thể nói về cụm camera phía sau thì sao? Chúng ta sẽ có camera chính có độ phân giải là 64 chấm, khẩu độ f 1.7, tiêu cự là 25mm. Chúng ta sẽ có thêm camera góc siêu rộng có độ phân giải là 8 chấm, khẩu độ f 2.2,
tiêu cự là 16mm và góc chụp là 112 độ. Và chúng ta sẽ có một cái camera macro có độ phân giải là 2 chấm, khẩu độ f 2.4 nữa. Như vậy là sản phẩm này thì nó sẽ không có camera tele đâu nhé. Đấy, những cái sản phẩm Reno 11 series khác ấy, thì nó sẽ có camera tele. Cái sản phẩm này thì nó bị cắt giảm đi cái camera tele. Thế tuy nhiên là lát nữa thôi thì mình sẽ thử xem là nếu mà chụp ảnh zoom số lên 2x thì nó sẽ như thế nào, hoặc là xóa phông 2x thì nó sẽ ra sao nhé, để xem là liệu Oppo họ có giả lập nó tốt hay không. Và rất là đáng tiếc khi mà cái camera của chiếc điện thoại này nó cũng không được trang bị khả năng chống rung quang học OIS. Đấy là cũng phải chia sẻ thêm cho anh em luôn. Đó, rồi, chúng ta sẽ có cái gì nữa nào? Chúng ta sẽ có một cái đèn flash ở đây. Rồi, nhìn xung quanh cạnh máy này thì chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ có khay SIM này. Đấy, chúng ta sẽ có cổng sạc chuẩn USB Type-C, chúng ta sẽ có mic này, chúng ta sẽ có loa ngoài. Và rất là đáng tiếc khi mà cái sản này nó chỉ có loa đơn thôi chứ không có loa kép đâu các bạn nhé. Ở bên cạnh chúng ta sẽ có thêm cả phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng nữa. Và phía trên này chúng ta sẽ chỉ có thêm một cái mic nữa thôi. Và bù lại với việc là nó không có loa ngoài là loa kép, thì nhà xuất họ trang bị cái việc là chúng ta sẽ tăng cái âm lượng này lên được tối đa là 300%. Tất nhiên đây nó chỉ là giả lập phần mềm thôi. Đấy, còn khi mà tăng lên đến mức này thì mình nghe cái loa nó sẽ hơi bị rè. Đấy, thì cái đấy cũng là cái mà anh em cần phải chú ý. Rồi, vân tay màn hình ấy thì cũng sẽ có luôn ở đây nhé các bạn nhé. Như mình thì mình xét nhận diện khuôn mặt như này cho nó nhanh. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, mở lên phát này. Đấy, nhận diện khuôn mặt phát là vào được luôn. Đấy, thì mình xét nhận diện khuôn mặt chứ mình không xét vân tay. Nhưng mà có vân tay bên trong màn hình thì anh em cứ dùng thôi. Đấy, được chưa ạ? Rồi, tiếp tục nữa nào. Chúng ta sẽ nói về phần mặt trước thì sao? Có vân tay bên trong màn hình thì chắc chắn là sẽ có màn hình AMOLED rồi đúng nào? Và cái màn hình này thì sẽ là màn hình AMOLED có 1 tỷ màu, tần số quét là 120Hz, có HDR10+, và độ sáng tối đa sẽ là 1100 nit. Cái màn hình này thì sẽ có kích thước là 6.7 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng 1080 x 2412 pixel, tỷ lệ màn hình là 20:9 cho một cái mật độ nội ảnh rơi vào tầm khoảng 394 ppi. 394 ppi là đủ sắc nét đối với bản thân mình rồi, bởi vì nó sấp xỉ gần mức 400 ppi rồi. Và cái màn hình này thì cái tỷ lệ màn hình chiếm ở phần mặt trước này nó lên tới là 89.8%, nghĩa là gần 90%. Và các bạn cũng sẽ nhìn thấy luôn, viền màn hình như thế này là đủ mỏng rồi. Đấy, mình chỉ sợ là khi mà Oppo họ xuống cái dòng 11F này họ cắt giảm đi thì viền nó sẽ dày hơn, nhưng không, viền làm như này vẫn khá là mỏng. Và nếu mà so với một số những chiếc điện thoại khác kiểu như là Samsung Galaxy A54 ở trong tầm giá này chẳng hạn, thì mình thấy là viền màn hình của nó mỏng hơn nhiều so với Galaxy A54 đấy. Còn cái loại kính được trang bị ở trên cái màn hình này thì nó là kính cường lực Panda Glass nha các bạn nhé. Rồi, tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ nói về phần hiệu năng thì sao. Ngoài cái việc con chip Dimensity 7050 đã nói ở đầu video, nó cho điểm số AnTuTu rơi vào tầm khoảng 615.000 điểm, CPU với GPU thì các bạn cũng đã nhìn thấy rồi, thì cái chiếc điện thoại này nó có được trang bị RAM ROM là 8256. Đấy, như thế là mình thấy rất là thoải mái rồi, bởi vì cái điểm mà mình thích nhất ở đây là gì? Đấy là cái bộ nhớ trong tối thiểu nó đã là 256GB rồi. Bình thường những chiếc điện thoại chính hãng ở trong tầm giá này thì có một số hãng lớn họ chỉ cho cái bộ nhớ trong cỡ tầm 128GB thôi, nhưng con này mặc định đã là 256GB rồi. Đấy, và chúng ta sẽ xem tiếp nào. Cái phần tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong của sản này nó sẽ là UFS 3.1, là khá ok đấy. Mặc dù nó không đến mức độ là UFS 4.0 mạnh mẽ nhất bây giờ, nhưng mà 3.1 là mình thấy là đã là đủ nhanh rồi. Đấy, và nó cũng sẽ có cái phần RAM được mở rộng thêm 8GB RAM nữa. Đấy, tuy nhiên là mình nói thật luôn là mình chỉ đến phần RAM vật lý thôi, là RAM 8GB thôi, chứ mình không quá quan tâm đến cái phần này. Rồi, về phần mềm ấy thì chiếc điện thoại này sẽ chạy phiên bản ColorOS 14.0 nhé, và phiên bản Android 14 ở đây. Đấy, đều là những cái phiên bản mới nhất bây giờ rồi. Về pin thì chiếc điện thoại của chúng ta sẽ có viên pin là 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 67W SuperVOOC, và nó sẽ sạc đầy 100% pin trong vòng 48 phút đồng hồ. Đấy là theo công bố của nhà sản xuất. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem qua một số những bức hình mà mình đã chụp bằng cái chiếc điện thoại này. Mình mang đi chụp luôn nên là thành ra là nó cũng không theo cái thứ tự sắp xếp gì đâu, nên là mong các bạn thông cảm nhé. Đầu tiên là bức hình mà mình chụp ảnh xóa phông vợ mình, trong cái điều kiện là chụp ảnh xóa phông 1x thôi. Đấy, thì nước ảnh cho ra nó sẽ như thế này. Mình cảm thấy là cái nước ảnh cho ra nó hơi tối một tí. Đấy, và đặc biệt là cái phần áo màu đen mà vợ mình mặc này, khi mình zoom lên thì mình thấy là nó không giữ lại được nhiều độ chi tiết và nó hòa quyện vào nhau khá nhiều. Còn về cái phần xóa phông ấy, thì khi mà mình zoom nhiều lên như này này,
các bạn sẽ nhìn thấy là ở cái phần kính mắt bên trái của vợ mình là nó đã bị xóa phông nhầm rồi. Đấy. Tuy nhiên là có thể là đây là một cái khoảng cách mà mình chụp ảnh xóa phông đứng tương đối xa. Lát nữa thôi thì mình sẽ đứng lại gần hơn để mình cho bạn xem. Đây là bức ảnh mà mình chụp ảnh selfie đối với vợ mình. Đây là selfie không xóa phông. Thực sự là hôm nay thời tiết Hà Nội nó cũng khá là u ám. Thì nước ảnh cho ra như này là mình thấy là ở mức độ chấp nhận được đối với cả một cái camera selfie như này. Ít nhất là cái phần nền trời phía trên nó cũng không bị cháy. Đấy, còn đây là bức ảnh chụp ảnh xóa phông. Mình đã cố tình để vợ mình đứng ở phía xa để chụp ảnh xóa phông như nào. Thì rất là may khi mà nó không xóa phông người của vợ mình. Còn khi mà mình zoom lên này, đấy thì các cái chi tiết nó cũng không bị lẹn nhiều. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Như thế này là mình đánh giá là ổn. Đấy, hay như bức ảnh xóa phông này cũng vậy này. Đó, rồi, hay như là bức ảnh xóa phông này cũng thế. Mình đã cố tình để cho cái background phía sau nó nhiều chi tiết như thế này để xem là nó xử lý xóa phông như nào. Thì xóa phông selfie đối với cả camera ở phía trước như thế này là tốt rồi. Đó, còn chụp ảnh thông thường thì nó sẽ như này nhé các bạn nhé. Hay là một bức ảnh như này nữa. Nói chung là về camera selfie của sản phẩm này thì mình đánh giá là tốt đấy. Còn vừa rồi khi mà chụp ảnh xóa phông 1x ý, thì các bạn sẽ thấy là nó có hiện tượng bị lẹ. Tuy nhiên là nếu mà các bạn xóa phông 2x, các bạn zoom số lên nhé, cái này nó không có tele đâu nhé, thì chất lượng chụp ảnh cho ra như thế này là mình đánh giá là ổn. Mặc dù nó không có camera tele, nhắc lại là không có camera tele, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể chụp ảnh xóa phông với 2x được. Và khi mình zoom lên này, đấy, nó chỉ bị lẹ một tí ở cái phần tóc ở đây thôi, chứ còn lại thì về tổng quan nước ảnh như này là ok rồi. Hay là bức ảnh này cũng thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Không có camera tele nhưng vẫn xóa phông 2x ổn. Đấy, hay như bức ảnh này cũng vậy. Và bức ảnh này cũng thế. Tuy nhiên là về cái quay video thì mình cảm thấy là quay video cái nước ảnh cho ra nó hơi tối. Tất nhiên ví dụ như quay video như này xong, nếu mà chúng ta muốn sử dụng vào mục đích gì đấy thì mình sẽ tăng sáng của nó lên. Đấy, tuy nhiên là mình chưa hài lòng lắm về cái chất lượng quay video của sản phẩm này. Và một cái bức ảnh chụp ảnh camera góc siêu rộng của chiếc điện thoại này cũng vậy. Mình thấy là cái nước ảnh cho ra nếu mà so với cả ở bên ngoài thực tế mình nhìn là mình cảm thấy nó hơi tối. Và đặc biệt nữa là khi mình zoom lên một chút thôi thì mình đã thấy là nó bị vỡ hình cũng khá khá rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Và kể cả bức ảnh chụp ảnh góc siêu rộng này cũng vậy. Còn mình cũng test qua một số những bức ảnh chụp ảnh bằng camera selfie. Mặc dù nhìn vào thì chúng ta sẽ tưởng là chụp bằng camera sau nhưng không phải đâu. Đây là camera selfie. Mình cầm cái điện thoại xong rồi mình quay cái live view ra để cho vợ mình chụp. Bởi vì là vợ mình bảo là không nhìn live view nên mình chụp xấu quá nên thành ra là phải để cho vợ mình nhìn live view cơ. Đấy, thì đây là chụp mà khi vợ mình đứng xa này. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy xóa phông nó sẽ bị lẹm ở cái phần túi này. Đấy, cái phần dây túi này nó sẽ bị lẹm ở đây này. Đấy, thì mình cũng khuyên anh em là khi mà chụp ảnh xóa phông với camera selfie thì nên đứng gần lại. Đấy, thì ở đây vợ mình sẽ đứng gần lại hơn để mà chụp ảnh xóa phông với camera selfie nó sẽ như thế này đây. Đấy, hay bức ảnh này cũng vậy và bức ảnh này. Còn khi mà chụp ảnh ở trong những điều kiện thiếu sáng hơn thì sao? Đây là bức ảnh mà mình chụp ảnh ở trong cái điều kiện mà phải nói là cực kỳ thiếu sáng. Gần như là ở trong quán họ không bật đèn lên, họ chỉ có một cái đèn bàn như này thôi. Thì chúng ta chỉ cần zoom lên một chút thôi là chúng ta đã cảm thấy nó bị noise rồi. Nhưng ít nhất là chất lượng bức ảnh cho ra như này vẫn ở mức độ mình chấp nhận được. Tuy nhiên trong những điều kiện như này thì bạn phải chú ý là bảo mẫu gần như là phải ngồi im một chỗ. Chứ nếu mà di chuyển thôi là nó sẽ bị rung tay, nó ảnh nó sẽ bị nhòe. Còn chụp ảnh đồ ăn đây, một số những bức hình mà mình chụp ảnh đồ ăn nó sẽ như thế này thì mình cảm thấy là cái màu sắc chụp ảnh đồ ăn như này nó hơi nhạt, mình cần một cái màu nó rực hơn. Đấy, thì chụp ảnh đồ ăn như này mình cảm thấy nó hơi nhạt. Còn mình cũng chụp một số những bức ảnh ở trong cái điều kiện trời tối luôn, trời tối buổi tối luôn, và bật chế độ ban đêm lên thì mình thấy là thể hiện chế độ chụp ảnh ban đêm của sản phẩm này là tương đối tốt. Tất nhiên với trường hợp là các bạn phải bảo cái bạn mẫu là phải ngồi im một chỗ chứ đừng có di chuyển cái gì cả. Di chuyển là nó sẽ bị rung tay ngay. Đây thì một số bức ảnh mà mình chụp ra để cho bạn xem luôn. Đấy, mình sẽ chuyển cảnh liên tiếp để cho bạn thấy. Đây, ví dụ như bức ảnh này chẳng hạn, là mình thấy như thế này là ổn. Bầu trời ở phía trên kia nó sẽ không sáng như thế này đâu nhé các bạn nhé. Bầu trời khá là tối, tuy nhiên là khi chúng ta bật chế độ ban đêm lên thì nó sẽ sáng như này. Tuy nhiên sẽ có một số những vấn đề mà lát nữa thôi mình sẽ cho bạn xem. Ví dụ như là cái chụp ảnh đống lửa như thế này. Đây là chụp ảnh 1x với đống lửa. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái màu của đống lửa nó sẽ ra là màu hồng, đúng không nào? Đấy, tuy nhiên là nếu mà muốn chụp ảnh chính xác về màu hơn ấy thì chúng ta sẽ zoom số lên 2x thì nó sẽ ra cái bức ảnh nó sẽ chuẩn hơn như này. Còn nếu mà chúng ta để cái chế độ chụp ảnh ban đêm đối với đống lửa ấy, thì mình thấy là nó có cảm giác nó hơi bị cháy cái bức ảnh, nó sẽ tăng sáng nhiều quá. Hay là bật chế độ ban đêm với cái trường hợp là 2x nó cũng vậy. Đấy, mình có cảm giác là cái màu cho cái này nó hơi sáng hơn bình thường. Còn chụp ảnh góc rộng nó sẽ như thế này đây. Chỉ cần zoom lên một tí thôi là nó sẽ bị vỡ hình, nhưng mà chất lượng tổng quan với bức ảnh thì mình thấy là như thế này là ổn. Đấy, hay là một bức ảnh nữa mà mình chụp ảnh cái máy sưởi bên ngoài trời. Đây là bức ảnh mà mình chụp ảnh ban đêm nhá. Còn nếu mà không chụp ảnh ban đêm ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ ổn hơn. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Ban đêm thì nó sẽ tăng sáng lên hẳn một tông rồi. Nhưng mà nếu mà thực tế hơn thì sẽ là bức ảnh như thế này. Đại loại là camera của cái chiếc Oppo Reno 11F này thì theo mình là các bạn phải, thứ nhất là phải nên chắc tay khi chụp.
Thứ hai nữa là chụp ở trong những điều kiện khó ấy, thì mẫu phải thực sự rất hợp tác. Chứ mình cũng có nhiều bức ảnh mà mình chụp mà da nó cũng bị nhòe lắm rồi. Đấy, còn đây là khi mà admin Kha đi chụp ảnh ở bên ngoài đây. Đấy, admin Kha đi chụp ảnh ở bên ngoài trong điều kiện trời sáng nhá, và điều kiện thời tiết nó đẹp hơn. Chứ hôm mình chụp thì nó thời tiết nó rất là âm u thì nó như thế. Đấy, còn trong những điều kiện thời tiết đẹp hơn thì admin Kha chụp nó sẽ như thế này. Đó, các bạn có thể tham khảo qua một số những bức hình mà bạn ấy đã chụp. Và trên đây là một cái video mở hộp đánh giá nhanh về Oppo Reno 11F. Các bạn cảm thấy sao về dòng này? Hãy để lại comment cho mình biết. Và các bạn có thể tham khảo qua giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm của chiếc điện thoại này tại website của Cellphones. Tất nhiên mức giá mà các bạn nhìn thấy trên hình nó chỉ là giá niêm yết của nhà xuất thôi. Còn sau khi đã trừ đi quà thì mình nghĩ là Cellphones sẽ có những mức giá rất là hấp dẫn dành cho các bạn. Tất cả thông tin mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video nhé. Các bạn có thể kích trực tiếp vào để có được mức giá tốt nhất. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.